Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, Hội Sinh vật cảnh huyện Phù Cử đã tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 lần thứ 5. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Phù Cử sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 2 với sự góp mặt của hơn 210 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của 30 nhà vườn, nghệ nhân trong huyện và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình. Triển lãm trưng bày chủ yếu các loại cây si, cây xanh cổ, cây bonsai với giá trị trung bình khoảng 200 triệu đồng một cây. Đặc biệt có cây trị giá gần 2 tỷ đồng và sẽ tổ chức đấu giá những cây có giá trị. Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật độc đáo đã được các nhà vườn nghệ nhân chế tác, chăm sóc tỉ mỉ, hội tụ tinh hoa mang sức sống của mùa xuân, mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Phù Cử mở rộng là dịp để người dân và du khách tham quan, các nhà vườn có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh, từ đó lan rộng phong trào trồng cây cảnh giá trị lớn để nâng cao kinh tế địa phương. Vừa qua, trong không khí vui mừng của những ngày đầu xuân mới, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tổ chức giải thể thao bóng bàn, cầu lông Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn. Tham dự giải có 11 câu lạc bộ cầu lông, 8 câu lạc bộ bóng bàn thuộc các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Ở môn cầu lông có 80 vận động viên tham gia, chia làm 9 nhóm tuổi thi đấu các nội dung, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam. Ở môn bóng bàn có 30 vận động viên tham gia chia làm 5 nhóm tuổi thi đấu các nội dung đôi nam, đơn nam. Tại các nội dung thi đấu, các vận động viên đã cống hiến hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nên nét đẹp văn hóa trong thể thao. Tổ trọng tài đã làm việc trên tinh thần trách nhiệm đúng luật khách quan, đúng điều lệ. Đây là hoạt động thường niên của huyện được duy trì trong nhiều năm qua nhân dịp đầu xuân mới, tạo nên khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Thông qua giải cũng là dịp để các vận động viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe toàn dân. Kết thúc giải, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị và cá nhân các vận động viên đạt thành tích cao. Sau những ngày vui Tết đón xuân, nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xuống đồng dọn dẹp, vệ sinh đầu ruộng để chuẩn bị cho vụ cây cảnh mới. Với những người trồng quất cảnh năm qua, là loại cây cảnh được thị trường hướng đến nhiều, được giá. Khách hàng đến đặt mua và vận chuyển đi sớm. Nhờ đó, những diện tích trồng quất cảnh đã được giải phóng sớm. Các nhà vườn đang khẩn trương hoàn thành các công việc như chuẩn bị đất, giá thể, chum lọ, cây giống và đưa cây lên chậu chuẩn bị cho vụ mới. Năm nay, diện tích quất cảnh của huyện duy trì khoảng 350 hectare. Với những diện tích trồng cam bưởi cảnh, do đặc thù, hai loại cây này chỉ có một đợt hoa, nên hiện các nhà vườn đang khẩn trương vận chuyển từ vườn ươm phôi ra ruộng, cho cây lên chậu chăm sóc để đón đợt lộc đầu xuân. Đối với diện tích trồng hoa, nông dân cũng đã triển khai gieo giống ngắn ngày để phục vụ thị trường hoa những tháng đầu năm 2024. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan sẽ được xét xử từ ngày 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số đó, đáng chú ý có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ. 10 kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, ngân hàng SCB ra tòa với tư cách là bị hại trong vụ án. Đã có 18 tỉnh thành công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 10, trong đó đa số các tỉnh thành tổ chức thi 3 môn nhưng cũng có những địa phương thi 4 môn. Trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 của các tỉnh thành, ngoài hai môn toán và ngữ văn là môn thi bắt buộc, hầu hết địa phương chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3. Một số địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi môn ngoại ngữ để thí sinh được mở rộng các lựa chọn ngoài tiếng Anh,
Lào Cai, tỉnh biên giới phía Bắc cho thí sinh chọn thi tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đến nay, Bắc Giang là địa phương tổ chức nhiều môn thi vào lớp 10 công lập nhất với toán, văn, tiếng Anh và môn thứ tư. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh lớp 10 công lập do địa phương tự quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển. Tại khung kế hoạch năm học 2022-2024, Bộ yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong việc xây dựng tổ chức thực hiện chủ trương chiến lược, cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, đảm bảo không làm phát sinh biên chế. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ được đơn giản hóa một số thủ tục theo Nghị định số 15/2024 của Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành. Cụ thể, Nghị định mới sẽ thay thế một số mẫu đơn giấy chứng nhận của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2013/EDCP của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. Việc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch có thể được thực hiện theo hình thức một văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Mexico có dấu hiệu gia tăng. Đại diện thương mại Mỹ đã yêu cầu Mexico có những hành động khẩn cấp và phù hợp nhằm điều tiết lượng thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tái áp đặt các mức thuế khi cần thiết. Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế Mexico, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đã nhấn mạnh, ngoài việc yêu cầu Mexico điều tiết lượng thép xuất khẩu sang nước này, Mỹ cũng cho rằng các sản phẩm thép xuất khẩu của Mexico thiếu tính minh bạch về nguồn gốc, khẳng định các cuộc đối thoại liên quan tới vấn đề này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Đại diện thương mại Mỹ nêu rõ, dựa trên tuyên bố chung năm 2019 giữa hai nước về thép và nhôm, Mỹ có thể đơn phương tái áp thuế sản phẩm này nếu thấy cần thiết. Tháng 12 năm ngoái, 14 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư phản đối đến Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan, trong đó chỉ rõ việc nhập khẩu thép từ Mexico đe dọa đến ngành công nghiệp chế tạo của nước này, cũng như tới an ninh quốc gia. Trong thư, các thượng nghị sĩ cho biết, trong giai đoạn 2019-2022, lượng thép và nhôm mà Mỹ nhập khẩu từ Mexico tăng 73% so với giai đoạn từ năm 2015-2017. Trong số này, riêng số lượng thép bán thành phẩm và thép dài tăng tới 120%. Chính phủ Nhật Bản vừa nhất trí dự luật mở rộng các biện pháp trợ cấp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sinh ở quốc gia Đông Bắc Á. Cụ thể, quy định về mức thu nhập với các hộ gia đình được nhận trợ cấp sẽ được hủy bỏ từ tháng 12 năm nay. Các đối tượng đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng 10.000 yên, vốn áp dụng cho trẻ đến 15 tuổi, nay sẽ được mở rộng cho đối tượng từ 16 tới 18 tuổi. Ngoài ra, trợ cấp cho con thứ ba sẽ tăng gấp đôi, từ 15.000 yên lên 30.000 yên. Cũng theo dự luật, trẻ nhỏ sẽ được đi học mẫu giáo từ năm 2026, bất kể cha mẹ có làm việc hay không. Đây là điều khoản trước đây chỉ áp dụng cho trẻ có cha mẹ làm việc. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm mạnh là nỗi lo về tài chính dành cho việc chăm sóc trẻ nhỏ. Với việc cung cấp hỗ trợ tài chính và dành nhiều ưu đãi hơn cho các cặp vợ chồng có con, chính phủ Nhật Bản mong muốn đảo ngược xu thế này trước năm 2030. Năm 1973, Nhật Bản ghi nhận khoảng 2,09 triệu trẻ sơ sinh. Con số này giảm xuống dưới 1 triệu vào năm 2016 và lần đầu tiên giảm xuống mức 800.000 trong năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.